Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bám theo chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam đừng mong đón đại bàng. Việt Nam đã thông báo chính thức là không có một ca tử vong nào vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thế nhưng nền kinh tế lại đang gánh chịu thiệt hại to lớn, thất nghiệp dâng cao vì đại dịch viêm phổi từ Trung Quốc. Từ Florida, Mỹ, tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên gia cấp cao của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã chia sẻ với đài BBC tại London những đánh giá của ông về viễn cảnh kinh tế Việt Nam và hướng đi mà ông cho là phù hợp với tình hình hiện thời. Với thông báo chính thức về việc cho đến nay không có ca tử vong nào do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Việt Nam đã đạt được uy tín trên thế giới về thành tích đối phó với đại dịch COVID-19. Nhưng nền kinh tế xã hội lại lâm vào khủng hoảng trầm trọng, không dễ gỡ bỏ. Đây là hình ảnh vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 vừa qua, công ty Pogin ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã dự tính cắt giảm khoảng 6.000 lao động tại các bộ phận không có đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi tính toán, Pogin quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 3.000 người. Thứ nhất là vấn đề tăng trưởng GDP năm nay khó đặt ra như mọi năm vì các ẩn số kinh tế mà ngay chính phủ cũng không kiểm soát nổi. Và số lượng thống kê GDP của Việt Nam vốn đã bấp bênh lại càng không chắc chắn trong năm nay và vào năm 2021. Chi bằng sẽ không đặt ra mục tiêu GDP nữa, mà giải pháp là bắt tay vào hai vấn đề cốt lõi dưới đây. Hai vấn đề mà chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt là thất nghiệp tăng cao và xuất khẩu bế tắc. Theo tin chính thức từ báo chí, một số lao động thất nghiệp nghỉ luân phiên hiện nay giãn việc tại Việt Nam đã lên tới con số 7,8 triệu người, tính đến cuối tháng 6 vừa qua. Thế nhưng tình trạng thực sự còn căng thẳng hơn rất nhiều so với thống kê được đưa ra. Theo ước tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là gần 31 triệu người từ độ tuổi 15 trở lên đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bị mất việc, phải nghỉ giãn việc, giảm thu nhập và số người bị giảm thu nhập ước tính lên tới 57%. Số lao động mất việc tập trung vào các ngành xuất khẩu, nhất là trong công nghệ chế biến và trong các ngành dịch vụ du lịch hay các dịch vụ khác như buôn bán lẻ, vận tải kho bãi, hiệu ăn. Vì vấn đề du lịch quốc tế còn rất phức tạp và phải chờ ít nhất đến cuối năm các đường giao thông quốc tế, nhất là từ Hoa Kỳ, châu Âu, nên Việt Nam đã bắt đầu bằng việc khuyến khích du lịch trong nước. Nhưng mãi lực còn chưa đủ. Hình ảnh các sạp bán hàng ở chợ Bến Thành cũng như nhiều cửa hiệu ở khu vốn sầm uất nhất ở quận nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đóng cửa, đang nói lên điều đó. Các ngành du lịch kể trên dùng tỷ lệ lao động lớn lại cần thời gian rất dài để có thể hồi phục lại. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là hoạt động xuất khẩu đã lao dốc không phanh từ tháng 3 và có lẽ sẽ tiếp tục cho tới ít nhất đến cuối năm, nhất là sang thị trường quan trọng là Mỹ. Mới đây, Hiệp hội Lương thực Tư nhân cũng lên tiếng báo động khẩn cấp về việc xuất khẩu gạo khi mức xuất khẩu năm trước là 7 triệu tấn. Đây là hình ảnh mỗi ngày có hàng trăm người lao động ở Hà Nội đăng ký trợ cấp thất nghiệp. Đơn đặt hàng mới của châu Âu khoảng 80.000 tấn là quá nhỏ. Đồng thời, sự sụp đổ của giá dầu quốc tế cũng gây thêm nỗi khó khăn lớn cho kim ngạch xuất khẩu và ngân sách quốc gia của Việt Nam. Bây giờ cần làm gì để cứu thị trường lao động? Theo kinh nghiệm quốc tế, một câu hỏi cũng được đặt ra. Và dựa theo kinh nghiệm của một số lớn các quốc gia trên thế giới như Mỹ, châu Âu và nhất là châu Á, các chuyên gia quốc tế chỉ ra 3 cách thức mà Việt Nam có thể phải tiếp cận. Thứ nhất là những biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp như giảm thuế, trợ cấp tài chính hay cho vay để giúp doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho người lao động. Thí dụ như chương trình cho vay của Hoa Kỳ qua chương trình Smart Business và cho các xí nghiệp nhỏ cũng vay. Nếu khó khăn trong lâu dài, khoản vay để trả lương bổng có thể được miễn trả. Và tiếp theo là hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình để nâng cao chi tiêu khẩn cấp. Đây là biện pháp hữu hiệu cho các nước có khu vực phi chính thức đóng vai trò quan trọng như ở Việt Nam. Và ngay cả ở nước giàu có như Hoa Kỳ, chính phủ đã phát cho mỗi người 1.200 đô la và 500 đô la cho mỗi trẻ em để chi tiêu trong đợt cứu trợ đầu tháng 4 năm vừa qua. Và từ nay đến tháng 10 có thể có đợt trợ giúp thứ hai trực tiếp cho các hộ gia đình. Thứ ba là Hoa Kỳ cũng như nhiều nước châu Á, theo tin tức của Asia Bank, có thêm gói kích thích tài chính quan trọng từ khu vực ngân hàng để duy trì việc làm. Và theo cách này thì ngân hàng trung ương có thể cấp vốn không lãi suất cho các ngân hàng thương mại để các ngân hàng này mua trái phiếu của các doanh nghiệp lớn hay cho vay không lãi cho các xí nghiệp nhỏ. Đây là hình ảnh có rất nhiều mặt bằng cho thuê trống vắng ở khu vực hàng ngang hàng đào vốn thường sầm uất trước đây ở Hà Nội.
và mạnh mẽ hơn. Fed của Mỹ còn chi một khoản lớn sẵn sàng mua thẳng trái phiếu của các doanh nghiệp. Việc làm này chưa từng có. Và tất nhiên, các biện pháp này sẽ làm gia tăng khối tiền tệ đáng kể và có thể gây áp lực lên lạm phát và tỷ giá. Nhưng đấy chính là cái giá phải trả, chấp nhận được trong ngắn hạn, tức là từ 1 đến 2 năm, để cứu nạn thất nghiệp trầm trọng và giúp hồi phục nền kinh tế nhanh hơn từ nạn đại dịch này. Và một số vấn đề mà đề nghị thực tế cho Việt Nam, do hoàn cảnh khó khăn hiện tại của ngân sách quốc gia, Việt Nam khó áp dụng tích cực 3 biện pháp chính thức nêu trên. Thay vào đó, nên áp dụng khẩn cấp các cải cách thể chế và cơ cấu, nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp duy trì và thu hút thêm lao động, và thật sự bắt đầu các công trình đầu tư hạ tầng cơ sở. Và hiện nay ở Việt Nam mới chỉ áp dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chủ yếu là chính sách hoãn hoặc giãn tiến độ các khoản phải nộp như thuế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn, tiền thuê đất và giãn nợ. Chính sách này chỉ có tác dụng nhất thời, vì tối đa đến hết năm 2020, doanh nghiệp phải nộp các khoản này. Lúc đó các khoản nợ phải nộp cũng cùng một thời điểm có thể làm doanh nghiệp không đủ sức. Vì vậy, cần có thêm chính sách miễn giảm cho các doanh nghiệp cụ thể như sau. Dừng đóng bảo hiểm xã hội, dừng đóng phí, giảm mức đóng phí công đoàn 50% vì đây là những khoản doanh nghiệp phải nộp rất lớn. Giảm từ 30-50% các loại phí, lệ phí vì doanh nghiệp đang phải chịu rất nhiều các loại phí và lệ phí khác nhau. Hai là chính sách giảm 15% tiền thuê đất nên áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp vì hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, có thể đang hoạt động nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba là ổn định giá điện, nước đầu vào của doanh nghiệp, tăng tốc việc thực hiện xóa bỏ độc quyền các thứ giá trong lĩnh vực này. Về chính sách tín dụng cần thực hiện như sau, như biện pháp ngân hàng, trước mắt là phải giải pháp hỗ trợ thanh khoản, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ, lâu dài cần phải giảm lãi suất cho vay, mức hiện nay là quá cao. Tiếp theo là mở rộng các biện pháp bảo lãnh tín dụng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay siêu nhỏ, hộ kinh doanh có thể vay được vốn, vì đây là các đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất do đại dịch nhưng không thể tiếp cận với vốn tín dụng do các điều kiện vay vốn hết sức ngặt nghèo. Và thứ năm là đầu tư cơ sở hạ tầng thay vì lại dồn nguồn lực vào bất động sản và sự lãng phí chậm chạp tài nguyên, nhân lực và vật lực trong lúc này. Do ngân sách quốc gia đang khó khăn và thiếu thốn nguồn đầu vào, công tư, chính phủ nên bắt đầu với chương trình quan hệ đối tác công tư để các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn vốn công có thể là các quỹ đất. Đây là hình ảnh chợ Bến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng ế ẩm từ đầu chợ đến cuối chợ. Hướng đi ra khỏi khủng hoảng chung của các nước trên thế giới, thời hậu viêm phổi Vũ Hán, nhất là Hoa Kỳ hiện nay ra sao? Việt Nam có chung cậy gì được vào các chuyển biến kinh tế thế giới ở Mỹ hay châu Âu sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán hay không? Câu hỏi được đặt ra. Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí chia sẻ, đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng, vì tuy châu Âu đang bắt đầu phục hồi từ cơn dịch, sự phục hồi kinh tế phải mất từ 12 đến 18 tháng. Riêng Hoa Kỳ còn thiếu chắc chắn hơn, vì cơn dịch bệnh lại bộc phát mạnh mẽ từ 2 tuần nay và có thể làm chậm lại sự mở cửa của nền kinh tế, mặc dù cuộc tranh cử Tổng thống vào tháng 11 có thể làm động cơ, khiến chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tiếp tục mạnh mẽ trong chương trình hồi phục kinh tế. Do đó, việc thiếu đơn đặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam và các nước Á Châu khác sẽ có thể phải tiếp tục trong thời gian dài hơn dự bạc định thời gian tới. Vì vậy, việc đặt một mục tiêu phát triển GDP như bình thường năm 2020-2021 là một việc rất khó khăn, cần nắm rõ hơn các mục tiêu giải quyết nạn thất nghiệp cho 2 năm nay. Về xuất khẩu, nên tiếp tục xuất các vật dụng phòng bệnh cho viêm phổi Vũ Hán đối với các nước châu Âu và Mỹ, vì khủng hoảng này sẽ còn tiếp tục kéo dài và nhu cầu về khẩu trang và các thiết bị bảo hộ sẽ còn rất lớn. Đây là hình ảnh công nhân Danamaco kiểm tra khẩu trang y tế trước khi đóng hộp xuất khẩu trong dịp đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra. Các chuyên gia nói nhiều đến việc đồng vốn và doanh nghiệp quốc tế chuyển rút một phần khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng nay điều này còn khả thi hay không? Câu hỏi được đặt ra. Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí chia sẻ, Việt Nam đã nhộn nhịp sửa soạn các chương trình mệnh danh đón đại bàng, nhưng trong thực tế, việc này sẽ không hề dễ dàng chút nào, vì căn bản là hạ tầng cơ sở chưa sẵn sàng và thiếu hẳn các ngành công nghệ phụ trợ cho các hãng lớn từ Trung Quốc dọn sang. Ngoài ra, khả năng chuyên môn của lao động còn tương đối yếu, kém, luật lệ còn thiếu minh bạch và nhất là nạn tham nhũng lan tràn và đang làm cho các hãng đa quốc gia rất lớn e ngại về việc này. Nói chung là các khu công nghệ còn khá yếu kém. Thí dụ như khu Bình Dương đã được thiết lập với nhiều vốn đầu tư vẫn chưa được khai thác đúng mức và có nhiều cơ sở bỏ hoang.
nhiều hãng Mỹ mới đây nhất đã chọn đưa sang Ấn Độ hoặc Indonesia thay vì đến Việt Nam. Và khả năng thực tế là nên cố chào đón các hãng vừa tầm, nhỏ hoặc thích hợp với điều kiện và khả năng hỗ trợ của Việt Nam, nhất là trong việc phát triển các công nghệ phụ trợ đã được nói đến ngay từ lâu với yếu tố thắt cổ chai nêu trên. Vấn đề tay nghề thiếu cũng nên được giải quyết sớm với việc nâng cao giáo dục kỹ thuật và tư duy tư bản, tức là đóng góp cho phát triển của hãng, nơi những người thợ thay vì chỉ là lao động rẻ tiền, làm việc với tư duy ăn lương cao hơn việc đồng áng là đủ. Đây là cả một tiến trình kéo dài, cần đến những chương trình huấn luyện và các hỗ trợ của chính phủ. Ban công tác mới được thành lập để thu hút và định hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một bước đầu để thực hiện các thay đổi cần thiết đã nêu trên. Và một điều tiếp theo, vì sao có hỗ trợ nhưng kinh tế Việt Nam vẫn bị viêm phổi Vũ Hán thổi bay mọi nỗ lực tăng trưởng suốt 30 năm qua gom góp? Đây là hình ảnh cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ trong mùa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo báo Tuổi Trẻ, trong tháng 3 đầu năm 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã thổi bay hơn 2.600 tỷ của Vietnam Airlines. Trong khi đó, FLC của ông Trịnh Văn Quyết, đơn vị sở hữu hãng Bamboo Airways cũng lỗ sau thuế lên tới 1.172 tỷ đồng. Thông tin từ ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê tại một cuộc họp báo mới đây cho thấy, từ năm 1991 đến nay, chưa bao giờ tăng trưởng GDP của Việt Nam vào quý 2 chỉ đạt có 0,36%, mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 6 tháng 7 năm 2020 vừa qua, cho biết khi Việt Nam đã đặt ưu tiên hàng đầu lên chống dịch và hạn chế các hoạt động kinh tế, nhất là giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với nước ngoài, thì rõ ràng ảnh hưởng đến kinh tế là không thể tránh khỏi. Theo bà, trong trường hợp này, chính phủ Việt Nam xác định phải hy sinh một phần tăng trưởng kinh tế hoặc những lợi ích kinh tế cho việc phòng chống dịch. Phải đánh đổi, phải có sự lựa chọn, chứ không thể được cả hai, vừa phòng chống dịch, vừa vẫn tăng trưởng kinh tế bình thường được. Và thứ hai, cũng theo bà Phạm Chi Lan, hiện nay không chỉ Việt Nam, các nước trong khu vực cũng đều đang cố gắng thu hút đầu tư mới, tận dụng các cơ hội các nước phương Tây dịch chuyển chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu từ Trung Quốc về nước của họ một phần và một phần chuyển sang nước khác. Các nước gần Trung Quốc đang có lợi thế về việc này, tuy nhiên bà nói tiếp như sau. Để giành được sự đầu tư đó thì các nước cũng phải có sự cố gắng nhất định. Riêng Việt Nam cần phải có nỗ lực liên quan như cải cách thể chế, môi trường kinh doanh, cải cách những điều kiện về hạ tầng để làm sao tăng thu hút đầu tư nước ngoài hơn, nhất là chất lượng nguồn nhân lực, làm sao có thể có nguồn nhân lực lao động đáp ứng được chuỗi giá trị mới. Nhưng đào tạo kỹ năng người lao động trong một thời gian ngắn là việc hết sức khó khăn. Tiếc rằng lâu nay, Việt Nam nói nhiều về việc này nhưng thực sự chưa làm được nhiều lắm. Ngay cả nội lực đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước cũng cần phải có những yếu tố tôi vừa nói là thể chế, môi trường kinh doanh và nguồn nhân lực. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020 với bản tin Bám theo chủ nghĩa Cộng sản, Việt Nam đừng mong đón đại bàng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.